có thể xây dựng được các cái trang web, nó có nội dung nó liên kết với nhau thông qua được các cái liên kết siêu văn bản. Thế thì trong cái phần này thì mình cũng giới thiệu các em một số cái cú pháp cơ bản cũng như là một cấu trúc tài liệu chuẩn của cái ngôn ngữ Hypertext Markup Language. Đồng thời chúng ta lướt qua nhanh một số cái cách thức định dạng văn bản và trình bày cái nội dung cái trang HTML. Bên cạnh đó chúng ta sẽ xem qua một số các ví dụ ở trên trang web W3 School. Trên đó em thấy là có một cái tutorial về HTML rất là cụ thể cho từng phần, thì chúng ta lướt qua nhanh rồi xem qua một số ví dụ của họ. Như mình đã nói từ buổi trước rồi, các em thấy là cái ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản này được ra đời thì quyết định phân phối cái nội dung trên cái nền World Wide Web. Các em thấy là nhờ có đặc tính ưu việt nhất của ngôn ngữ này chính là tạo ra các cái liên kết trong các văn bản để mà liên kết các nguồn tài liệu với nhau, hình thành một mạng lưới tài liệu phức tạp và đầy đủ các cái nội dung để giúp cho chúng ta ngồi một chỗ đã có thể là truy xuất được rất nhiều tài liệu khác nhau. Em thấy là khác biệt so với các văn bản document dạng text thông thường. Trước đây khi mà chưa có cái ngôn ngữ siêu văn bản thì chúng ta thấy là các văn bản khó có sự liên kết với nhau. Nhưng mà nhờ có cái ngôn ngữ đánh dấu này, ta thấy là có sự liên kết được các văn bản với nhau. Thì cái ngôn ngữ đánh giá HTML này đã trải qua rất nhiều các phiên bản khác nhau. Em thấy mỗi một phiên bản thì người ta đều bổ sung để hiển thị được đa dạng nội dung hơn, đồng thời là hỗ trợ nhiều trình duyệt khác nhau. Em thấy là càng ngày thì cái nhu cầu của chúng ta càng lớn, cho nên cái việc mà cái hiển thị cái nội dung trên website này nó cũng phải theo kịp với lại cái xu hướng. Và hiện nay thì em thấy là đã rất nhiều cái phiên bản HTML cũng như là Extend HTML ra đời để mà phục vụ cho chúng ta hiển thị đa dạng hóa các hình thức nội dung. Trước đây các em thấy chỉ là liên kết siêu bản thôi, sau đó dần dần chúng ta thấy âm thanh, hình ảnh, rồi rất nhiều các loại khác nữa, rồi các cái vấn đề về flat, rồi các cái mức độ tương tác, rồi rất nhiều các yếu tố khác nữa đã được tích hợp vào để xây dựng cho chúng ta có một công cụ để phát triển cái phần front end hay phần giao diện nó dễ dàng, thân thiện hơn với người dùng. Thì đây trên này là sơ lược tóm tắt một số cái mốc các cái phiên bản mà các em thấy là nó cái dấu phải ra đời. Thì ở đây người ta cũng đã phát triển cái HTML để mà giải quyết một số vấn đề của HTML, đúng không? Và ngày nay thì các em thấy rất nhiều các cái công cụ khác để mà hỗ trợ chúng ta xây dựng các cái nội dung trong web mà cái ngôn ngữ này rất đơn giản. Thế thì sau đây chúng ta đi vào những một số các cú pháp cơ bản trong cái ngôn ngữ này. Thầy giả to một chút được không ạ? Nói hết cỡ rồi mà mic mình bay hết cỡ rồi đấy. Em không nghe được à? Em nghe rõ. Không nghe được Để không? em lấy tai nghe. Em nghe Ừ, rõ. em chỉ cắm tai nghe vào em ơi. Không cắm tai nghe vào thì mình nói hết hết cũng hết. Ấy cũng tương đối là ổn đấy. Mình nghĩ là cũng thế thôi, to quá thì nó cũng không ổn lắm. Thế thì các em thấy là trong cái cú pháp cơ bản của ngữ HTML thì các phần tử xây dựng nội dung ở trong ngôn ngữ HTML thì sử dụng bởi các cái thẻ. Em thấy ở đây trong cái ngôn ngữ HTML thì nó có hai cái dạng thẻ, một là thẻ mở và hai thẻ đóng. Thì thông thường thì các cái thẻ thì thẻ mở và thẻ đóng đi cùng cặp với nhau, và cái vùng trong nó là chứa cái nội dung mà hiển thị trên cái trang văn bản, trang HTML của chúng ta. Ví dụ các em thấy là với thẻ P thì chúng ta sẽ có một thẻ mở, thẻ P và nội dung bên trong. Sau đó chúng ta có cả thẻ đóng. Tuy nhiên thì các em thấy là các cái nhà thiết kế người ta cũng đưa ra rất nhiều các hình thức hiển thẻ khác nhau. Trong đó thì cũng có những thẻ là không chứa nội dung. Ví dụ là thẻ horizontal tạo ra một cái đường kẻ ngang, em thấy là nó không có nội dung và là chỉ có cái tên thẻ thôi. Thế thì các em thấy là cái đặc tính quan trọng nữa là các em thấy là cái việc mà xác định phân biệt giữa các thẻ cũng như là các cái thông tin thêm cho thẻ thì người ta bổ sung vào trong cái thẻ bằng một cái cặp thuộc tính, là thuộc tính bằng giá trị theo cú pháp. Và các em thấy mỗi thẻ nó có một danh sách các cái thuộc tính khác nhau,
Cái này thì chúng ta sẽ phải tra cứu ở trong các cái tài liệu đặc tả về ngôn ngữ HTML. Thế còn thì về nguyên tắc thì em thấy mỗi thẻ nó sẽ có một số các thuộc tính trong tài liệu người ta đặc tả chúng ta là những tài thuộc tính nào là requirement, những thuộc tính nào là optional, và chúng ta hoàn toàn có thể là tùy biến cái sự khác biệt hiển thị trong cùng một thẻ thông qua cái thuộc tính của thẻ. Đấy là mà cái điểm mà chúng ta thấy là ta cần có chú ý là trong mỗi một thẻ thì nó rất nhiều cái thuộc tính và chúng ta hoàn toàn là có thể xác định được thông qua cái tài liệu đặc tả từng thẻ một. Thế về cấu trúc của tài liệu HTML thì các em thấy là nó thường là gồm một số phần cơ bản sau đây. Cái phần đầu tiên là chúng ta có cho một cái phần là thường là cái phần phiên bản của cái ngôn ngữ HTML. Hiện nay nếu mà chúng ta các em dùng công cụ để mà soạn thảo thì các em thấy là nó sẽ có những cái phím tắt, chúng ta chỉ có một cái phím tắt thôi là lập tức tất cả các thông tin này nó sẽ hiển thị ở trên cái phần soạn thảo của chúng ta. Tiếp theo đó là các em thấy là cái phần khai báo tiêu đề trong cái thẻ head. Thẻ head này thì là chúng ta sẽ phục vụ cho các khai báo mà nó thường là không hiển thị ra trên trình duyệt, nội dung trình duyệt, trừ với thẻ title là hiển thị ở trong cái thanh tiêu đề cửa sổ trình duyệt, đúng không? Còn lại các cái thông tin khác, các thẻ khác mà chúng ta khai báo trong cái phần thẻ head tiêu đề này, đúng không? Thường là xác định đến liên kết các cái tệp, ví dụ như là mã lệnh về CSS, tệp mã lệnh về JavaScript hay các cái thẻ metadata liên quan đến việc là khai báo các cái dữ liệu phục vụ cho cái việc tìm kiếm thì nó sẽ không hiển thị mặt nội dung trong cái nội dung của HTML. Cái nội dung thực tế mà nó hiển thị của tài liệu mà chúng ta nhìn thấy được thông thường ở tất cả các trình duyệt thì được sử dụng trong cái phần gọi là phần thân của tài liệu hay là xác định bởi cái thẻ body. Em thấy là cái phần body này là chứa cái nội dung mà chúng ta sẽ thấy tài liệu, đúng không? Và trong phần body này thì em thấy lúc này thầy trò chúng ta xây dựng một trang HTML tiếp cận như việc chúng ta xây dựng một văn bản, và đây có rất nhiều các cái thẻ, các cái phần để mà chúng ta tạo lập ra văn bản trong phần body này để hiển thị cho người dùng. Trên đây là một cái khung em thấy là thường cái trang web chúng ta thì sẽ có các cái thành phần này. À, cái phần định dạng văn bản, cái phần cho biết phiên bản của HTML phần đầu tiên, đúng không? Sau đó là một khối nội dung được đánh dấu bằng cặp thẻ HTML để báo hiệu rằng lúc này tôi sẽ xây dựng cái nội dung là ngôn ngữ đánh dấu phiên bản trong cái cặp thẻ mở thẻ đóng HTML. Và trong này thì các em thấy là có cái phần head là phần tiêu đề. Phần đầu gọi là phần không phải tiêu đề thì không đúng, không không chính xác lắm, mà phần đầu của cái văn bản HTML thì chứa các thông tin liên quan, đúng không? Mà thường là nó không hiển thị ở trong cái nội dung là một mục tiêu khác, và trong đó cái phần body là chứa nội dung. Đây các em thấy đây là một cái trang HTML cơ bản, à, tại nhìn ở đây, đúng không? Đấy, thì các phần nội dung này các em thấy cái phần là tiêu đề này, đúng không? Cái thẻ title trong trong cái phần đầu của văn bản, đúng không? Thì sẽ không hiển thị ở trong cái nội dung mà chúng ta nhìn đây, ví dụ trong cái trang VK3School các em thấy đây người ta minh họa anh trang, đúng không? Thế còn cái phần mà nội dung ở trong cái thẻ body này mới là cái nội dung mà hiển thị, đúng không? Trên cái nội dung, còn cái phần mà nội dung trong phần head này, đúng không? Là cái phần mà chúng ta không nhìn thấy, trừ cái thanh trừ cái nội dung tiêu đề này, đúng không? Thì là nó hiển thị ở trên cái cửa sổ trình duyệt khi mà chúng ta làm ứng dụng. Chúng ta thấy là thường chúng ta mỗi một cái chúng ta có cái tiêu đề của, thường là tiêu đề của ứng dụng hoặc là tiêu đề của cái màn hình chúng ta đang thao tác đó, chúng ta
sử dụng trong cái phần này. Thông thường thì các em thấy khi mà chúng ta tiếp cận soạn thảo văn bản đó, thì mình cũng hỏi bây giờ thường thường như các em soạn thảo văn bản Word thì các em hay 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 tiếp cận soạn thảo với định dạng theo cái cách như nào? Bạn nào mà hay 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 làm tài liệu trên văn bản đấy đúng không? Thì xem là thế nào. Các em hay hay gõ hết nội dung trước ở với định dạng, hay là định dạng trước rồi mới gõ, hay là một cách tiếp cận nào khác? Mời bạn nào phát biểu với mình xem nào. Em thì thường được một đoạn thì em định dạng được kiểu như được một trang ạ. Được. Rồi. Tức là em sẽ thường là sẽ gõ nội dung trước để định dạng sau đúng không? Vâng. Bạn nào có cách tiếp cận khác nào? Lúc gõ. Ai đấy? À, ai đang nói đấy nhỉ? Bác ạ. Hoàng Ừ. Ừ, mời em. Đây như trong Bọn em tức định là dạng. định dạng trước được đúng không? Định dạng trước thì mới gõ đúng không? Đấy, các em thấy thường thì chúng ta thế thì trong một cái văn bản mà các em hay sử dụng cái phần mềm Microsoft Word để gõ thì các em thấy là chúng ta phân tách cái văn bản đấy nó gồm các cái thành phần cấu thành nào để hình thành cái văn một cái trang mà chúng ta thấy trang trang, trang text trong văn bản. Trang document trên Word. Nào bạn nào có thể cho mình biết được. Khi mà các em làm với Word thì thường chúng ta thấy một cái trang page thì nó gồm cấu trúc của nó như thế nào bình thường các em. Mời em Hoàng Hữu này. Hoàng Hữu gì đây? Mình thấy bật minh. Bạn nào có thể nhất là các bạn mà hay hay sử dụng nhiều cái phần văn bản ấy, thì các em biết rồi. Nó có nhiều, một là mình sẽ sử dụng các cái đoạn Không, để đấy đúng không? Đấy em anh nêu cho mình cái các cái component của một cái mấy chiếc trang, tại cái trang đấy được cấu thành bởi các thành phần này. tức là có thể cái cơ bản nhất của một trang này sẽ có là các đoạn của mình dùng trong đoạn văn bản, thì nó sẽ là chia thành từng khối một theo từng nội dung mà có liên quan đến từng khối. Rồi ngoài ra thì nó có thể có dạng là bullet list, là mình sẽ đánh gạch đầu dòng, hoặc là mình đánh numbered list, tức là mình đánh gạch số 1, 2, 3, 4 các thứ. Nó cũng có thể sẽ có là những đoạn được, và ngoài ra thì cái đoạn này nó có thể có được căn lề, tức là mình sẽ căn về lề trái, lề phải, căn đều hai bên, hoặc là căn chính giữa. Đấy, cái mà bạn 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 Bách đang trình trình bày với chúng ta đây chính là em thấy là phần đấy là style hay là phần định dạng văn bản đúng không? Thế còn phần cấu thành của văn bản ấy, như em thấy là cái văn bản Word thì theo quan điểm của mình ấy, thì cái thành phần nhỏ nhất của nó chính là các ký tự đúng không? Sau đó chúng ta là thấy là có các cái paragraph, các đoạn văn đúng không? Sau đó là có các cái section đúng không? Đấy là cái phần mà chúng ta thấy là chúng ta có thể là trong một đoạn văn ngoài trong văn bản. Ngoài ra thì trong cái văn bản đấy chúng ta thấy là có phần là header đúng không, phần header, phần footer đúng không, phần margin đúng không, đấy là các cái thành phần của một cái văn bản mà chúng ta hay thấy là trên file text, trên hệ thống cái phần mềm Microsoft Word đúng không. Thế thì ở đây chúng ta thấy là với cái khi tiếp cận với cái ngôn ngữ HTML các em thấy là nó cũng tương tự như chúng ta soạn thảo văn bản đúng không? Thế thì cái thành phần nhỏ nhất trong cái văn bản HTML này cũng là các cái nội dung. Ở nội dung đây thì em thấy là chúng ta chỉ việc đưa nó vào cặp thẻ thì chúng ta gõ các ký tự nó sẽ hiển thị đúng không? Không có và ảnh hưởng nhiều đúng không? Nhưng bên cạnh đó thì em thấy trong HTML người ta cũng cho chúng ta các cái thẻ để xây dựng các cái thành cấu thành của một cái văn bản, mặc dù đây là văn bản nhưng mà cũng có chúng ta có các thành phần
Đầu tiên các em thấy chúng ta hay dùng nhất là đoạn văn bản, đúng không? Thường chúng ta dùng đoạn bản đoạn phân đoạn để mà chúng ta có thể là về mặt văn bản thông thường thì thầy cho chúng ta khi mà chia đoạn, tức là những cái nội dung trong đoạn đó là nó bổ, nó giải thích cho một cái topic hay một cái ý là chính ở đó, đúng không? Ví dụ thầy cho chúng ta nếu mà phải viết luận viết văn thì ví dụ là nếu tôi muốn cái đoạn văn này tôi trình bày một cái ý nào đó thì tôi thường là cho một đoạn, đúng không? Để mà paragraph để trình bày một cái ý nhỏ nào đó, một cái chủ đề, một cái đoạn, một ý ý nào đó. Thường là như chúng ta xem là cái hướng dẫn cho thầy cho chúng ta học văn từ nhờ một nhỏ, đúng không? Là thường là cái câu đầu tiên của cái topic để của paragraph đấy chính là ý đoạn văn, đúng không? Hoặc là câu cuối cùng, đúng không? Thế còn các cái câu bổ bổ trợ sau đó chính là diễn giải, giải thích cho cái ý chính đó, đúng không? Thế thì cái phân đoạn là nhằm giải quyết được đó, đúng không? Và bên cạnh đó các em thấy đối với ngôn ngữ đánh dấu xuyên bản thì các cái phân đoạn này còn giúp cho chúng ta có thể là tạo ra các cái phần mà định dạng về style cho từng cái đoạn văn sau này. Chúng ta thấy là có sự khác biệt của các cái đoạn văn khác nhau, đúng không? Thế thì được cái phần tử mà để tạo ra đoạn thì em thấy là người ta dùng cái thẻ P. Em chú ý là ngôn ngữ HTML người ta thiết kế rất là dễ nhớ cho thầy trò chúng ta bằng cách là gì? Tất cả các cái chữ cái đầu của thẻ thì đều là những cái tên gợi ý bằng từ tiếng Anh, chúng ta dễ dàng suy luận ra được đó là cái phần từ nào. Ví dụ em thấy thẻ P là viết tắt của từ paragraph hoặc là đoạn văn, chúng ta rất dễ dàng nhớ được. À, từ thẻ P biết ngay đó là xây dựng một cái đoạn văn paragraph. Đấy, như xuyên bản. Đấy, em thấy khi mà trong xây dựng các đoạn văn thì người ta còn có thể cung cấp cho chúng ta các cái thẻ để chúng ta tạo ra các cái ngắt dòng ngắt đoạn chặn. Nói em thấy dùng thẻ PR viết tắt của thẻ gì đấy ạ? Từ gì tiếng Anh là ngắt dòng được em? Break Đúng rồi, em thấy là rất dễ nhớ, chúng ta chỉ cần suy diễn một chút là chúng ta hình dung được cái chữ cái viết tắt của cái thẻ này là mang ý nghĩa gì ngay. Các thuộc tính có thể thì chúng ta phải phải tra cứu trong tài liệu, đúng không? Một số thuộc tính ta hay dùng ta nhớ, còn các thuộc tính ta nghĩ ra tài liệu thôi. Chứ còn các em thấy là chúng ta rất dễ suy suy luận được cái thẻ, ví dụ đường kẻ ngang là horizontal, các em thấy là có ngay cái từ HHR rất là dễ, đúng không? Khi các em thấy là sau khi chúng ta xây dựng một đoạn rồi thì các em thấy là chúng ta và có cái phần là tiêu đề, đúng không? Tiêu đề của đây là một cái phần định dạng thôi, có cái thẻ tiêu đề để nhằm định dạng các cái kích cỡ trong cái phần mà các em thấy là cho các cái nội dung nó khác nhau. Thường thì các em thấy nếu mà chúng ta sử dụng văn bản thông thường thì khi chúng ta làm mục lục, đúng không? À, chúng ta thường là đánh các cái tiêu đề, và ở đây trong HTML thì người ta cũng cung cấp cho chúng ta 6 cái tiêu đề với 6 kích cỡ phông chữ khác nhau, đúng không? Rất là dễ phân biệt tiêu đề, và các em thấy là người ta đánh dấu bằng tên thẻ cũng rất là dễ phân biệt, đúng không? À, từ head 1, heading 1 cho đến heading 6 với tắt bởi từ H1 đến H6, và các em thấy mỗi một cái tiêu đề này thì kích thước phông chữ nó sẽ to giảm dần từ từ nhỏ đến đến lớn, đúng không? Và cái heading 4 thì là sẽ sử dụng cái phông chữ kích thước mặc định. Các em thấy là chúng ta có thể xem cái ví dụ ở trong cái phần này, đúng không? Em trong làm với cái bar school và cái phần heading đây, các em thấy là cung cấp cho chúng ta 6 cái tiêu đề khác nhau, đúng không? Và các em thấy chúng ta rất dễ dàng tạo ra các cái phần phân biệt, đúng không? Trong tài liệu, đúng không? Cái heading này thì dùng để làm gì các em? Đánh dấu tiêu đề. Ừ, mình cho tiêu đề đúng rồi, nhưng mà đối với để cho chúng ta đứng ở góc độ người lập trình ấy, khi chúng ta viết chương trình ấy, thì cái heading này thường chúng ta sẽ sử dụng là những cái gì các em thấy là cái phần ở trên thực đơn, đúng không? Trên một cái tiêu đề của một cái màn hình, một cái màn hình để kết xuất cái phần thông tin cho người dùng, hoặc là một cái màn hình định hướng người dùng nhập dữ liệu, thì người ta có thể Em xin dùng hỏi, cái heading. Sao em? màn hình của em nó bị đen rồi, hình như thầy đang không share hay sao ấy ạ?
Mình xin lỗi, mình đang share cái màn hình mà nhỉ, thế sao lại À, đấy, được rồi. em có nhìn thấy cái cửa sổ trình duyệt không? Không ạ. Không, lại mất rồi. À, Rồi lại không ạ. mất rồi. Rồi rồi mình thì để mình kiểm tra lại. Đây rồi, đây rồi. Đấy, thì cảm thấy là khi mà chúng ta em thấy chúng ta dùng nhiều cả khi chúng ta phát triển ứng dụng web thì chúng ta thấy là đa phần chúng ta sẽ có hai loại giao diện. Một là cái màn hình để cho phép người dùng nhập dữ liệu đúng không? Thông qua các cái điều khiển các cái sẽ biểu biểu mẫu hay chúng ta gọi chuyển từ tiếng Anh chúng ta hay dùng từ form đúng không? Và một cái giao diện nữa em thấy là các cái kết xuất thông tin, các báo cáo, các cái bảng biểu đúng không? Thì em thấy là thường cái tiêu đề này đúng không? Là sẽ hỗ trợ chúng ta trong cái việc chúng ta hạn được đó. Thì em thấy là cái thẻ tiêu đề sẽ giúp cho chúng ta phân biệt được rất là dễ dàng xây dựng được các nội dung hiển thị trình bày về mặt trình form khác nhau. Đúng. Bên cạnh đó các em thấy khi mà trình bày văn bản thì còn có rất nhiều các cái trình bày mà chúng ta cũng dùng hay dùng, đó là cái phần kiểu phông chữ và cách kích thước cỡ chữ cũng như là cách 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 thức trình bày in đậm in nghiêng nhỏ hơn, thì em thấy là trong này ta cung cấp cho người ta các cái thẻ hay là cái thẻ mà em thấy là thường thường mà chúng ta muốn đánh dấu một cái nội dung nào đó, trích dẫn một cái nội dung đó thì chúng ta hoàn toàn có thể dùng cái thẻ hoặc trích dẫn này để mà trình bày nó là khác nhau. Bên cạnh đó em thấy người ta có thể hỗ trợ chúng ta cái phần hiển thị các cái giá trị toán học hay là cái giá các cái nội dung văn bản mà có các chỉ số trên chỉ số dưới đúng không, bằng các cái thẻ. Thì cái này em thấy là chúng ta tra cứu thêm ở trong các cái tài liệu khi mà chúng ta dùng cần dùng trong cái việc hiển thị thì chúng ta dễ dàng là tìm được cái thẻ mà chúng ta mong muốn đúng không? À. Có một cái em lưu ý là đôi trong cái phần hiển thị trên cái nội dung trang web thì các cái ký tự đặc biệt ấy, em thấy là nó khi chúng ta nó sẽ không hiển thị đúng nếu mà chúng ta không mã HTML phải dùng một cái thư thực thể khác thì tóm hiển thị được. À, ví dụ em thấy là cái dấu và nếu mà chúng ta gõ trên cái nội dung là dấu và thì khi trên trình duyệt thì họ các cái trình duyệt họ bắt đầu phân tích cú pháp thì lại không hiển thị được đúng đúng và hay là dấu lớn hơn nhỏ hơn, em thấy vì nó trùng với lại cái ký tự đóng bằng thẻ đúng không? Cho nên là khi mà chúng ta muốn hiển thị đúng cái dấu lớn hơn nhỏ hơn ra màn hình thì chúng ta phải dùng các cái tự khác cách thức cái thực thể khác để thay thế cho nó đúng không? Thì trên đây là một số các cái thực thể mà mình thấy là người ta hay sử dụng để chúng ta tham khảo. Thế còn các em thì có thể tra cứu đúng không? Trong tài liệu rất nhiều các ký tự khác nhau đúng không? Để mà chúng ta muốn kết xuất thông tin những cái ký tự đặc biệt ra màn hình chúng ta phải dùng cái cơ chế khác chứ bản thân nó như chúng ta gõ bình thường như chúng ta soạn thảo văn bản thông thường thì nó lại không hiển thị đúng. Bên cạnh đó thì các em thấy là người ta cũng cung cấp cho chúng ta chèn các cái phần tử ảnh để mà làm cho website sinh động. Các em thấy là ban đầu thì đối với chúng ta nếu là chúng ta những người viết ứng dụng thì cái việc mà phần tử xây dựng các cái đội ảnh thì mình nghĩ nó không nhiều. Thế nhưng mà nếu mà chúng ta xây dựng một cái website dạng như là tin tức hay là blog hay là các cái hệ thống quản lý nội dung khác hay là một cái trình quản lý ảnh đúng không, thì cái việc mà cái hình ảnh nó sẽ làm cho website chúng ta nó sinh động hơn rất nhiều đúng không? Thế còn nếu mà thầy trò chúng ta tiếp cận ở cái cách viết cái phần mềm mà ứng dụng cho quản lý hoặc là ứng dụng khác thì thường thì cái trình bày ảnh thì là cũng nó cũng không phải là cái vấn đề nó quá quan trọng đúng không? Nhưng mà nếu chúng ta tiếp cận một cái ứng dụng mà liên quan đến ví dụ là thương mại điện tử hay là bán hàng online này, nói ví dụ thế thì cái việc mà hiển thị ảnh minh họa cho các sản phẩm hay là các thứ đó thì chúng ta thấy nó cũng đã trở nên là chúng ta phải có những cái cách trình bày nó phù hợp. Mình thấy rất nhiều cái trang sản phẩm bán hàng bây giờ em thấy là cái phần mà ảnh để minh họa cho sản phẩm họ làm rất tốt đúng không? Đặc biệt như em thấy những cái trang gọi là shopping online rất là nổi tiếng phổ biến ở Việt Nam như là Shopee hay Tiki hay Lazada thì em thấy là cái phần mà hiển thị cái mô tả sản phẩm cho một cái sản phẩm thì em thấy họ cho phép chúng ta rất nhiều ảnh đúng không?
và không những ảnh của cái nhà sản xuất, cái nhà cung cấp sản phẩm đưa lên, mà người ta còn cho ảnh của người dùng, cái người mua hàng được sau khi thẩm định người ta chụp ảnh đưa lên, hay là tích hợp cả các cái phần tử, ví dụ như là đoạn video minh họa cái sản phẩm đó, để làm sao cho cái người mua hàng chúng ta rất là dễ dàng xem được sản phẩm, thay vì chỉ đọc cái nội mô tả. Thế thì em thấy phần tử ảnh trong ngôn ngữ HTML thì người ta cung cấp cho ta các cái thẻ để mà chúng ta xác định được cái nội dung của ảnh, đúng không? Em thấy là thẻ IMG, đúng không? Viết tắt bởi lại cái từ khóa IMG rất là dễ nhớ, đúng không? Và em thấy là trong cái thẻ IMG này thì nó có một số các thuộc tính để xác định. Ví dụ đây em thấy là trong cái thẻ IMG nó có hai thuộc tính là source, hoặc là cho biết cái nguồn cái ảnh mà chúng ta sẽ hiển thị, và đồng thời trong cái trường hợp mà có trục trặc gì về cái vấn đề hiển thị thì alternative tôi có thể hiển thị ra một cái nội dung đó. Các em thấy là khi mà các em nhìn cái từ khóa thẻ chúng ta sẽ suy luận một chút, chúng ta thấy là rất dễ để chúng ta hình dung được cái thuộc tính cũng như nội dung thẻ, đúng không? Từ suộc tắt và tài nguyên của cái nội dung thì viết tắt vậy SRC, đúng không? Rất là dễ nhớ, hoặc là chúng ta thấy hoàn toàn. Một trong cái gọi là trái tim của cái ngôn ngữ xuyên xuyên dấu xuyên bản chính là việc tạo ra các liên kết. Thì các em thấy là ở đây liên kết nó giúp cho liên chúng ta móc nối các thể liệu, và ở đây trong ngôn ngữ HTML thì người ta xây dựng một cái thẻ gọi là thẻ A để viết tắt của từ anchor, tức là mỏ neo. Tức là trong mỗi bản tôi sẽ có các cái điểm neo đậu để cho biết là cái điểm này nó reference đến đâu, đúng không? Và các em thấy là để xây dựng liên kết này thì ta sử dụng cái cặp thẻ A, và đây cái thuộc tính của nó là reference, đúng không? Thì sẽ có tên cái tệp mà chúng ta tham chiếu đến, sau đó là cái phần mà cái nội dung hiển thị. Em thấy nếu mà đây là liên kết thì nó sẽ hiển thị cái nội dung ra trên màn hình, còn cái phần tài nguyên cái văn bản thì là khi chúng ta kích vào cái liên kết đây thì nó sẽ tham chiếu đến cái tài nguyên ở trong cái thuộc tính href của thẻ A. Đấy là về về cái nhà các nhà thiết kế cái ngôn ngữ HTML, người ta cũng tạo ra cho ta cái cách thức làm rất là đơn giản bằng cách là cứ mỗi thuộc tính, các em nhớ là cái thuộc tính và các phần tử nội dung ở trên trang thì được đánh dấu bởi một thẻ, thẻ đó thì có tên gợi nhớ, đúng không? Và trong mỗi thẻ thì chúng ta thấy là có cái phần nội dung là chúng phần đó sẽ hiển thị ở trên màn hình, và mỗi một thẻ thì có nhiều cái thuộc tính, đúng không? Để chúng ta phân biệt các cái thẻ đó với nhau, cũng như là chúng ta gán các cái giá trị phù hợp để mà thay đổi cái định dạng của cái thẻ đó, đúng không? Em thấy là trong các cái phần tử thì ngôn ngữ HTML còn có một cái thuộc tính rất quan trọng để mà xác định định danh các cái thẻ khác nhau. Ví dụ em thấy trong cái văn bản chúng ta có rất nhiều cái thẻ H1, nhưng mà để muốn xác định phân biệt được duy nhất cái thẻ H1 nào trong cùng một cái trang văn bản thì người ta có các thuộc tính là ID. ID chắc là mình đoán là viết tắt của chữ identification đấy, đúng không? Tức là cái định danh thì cho ta xác định được cái thẻ đấy. Cái này dùng để làm gì các em nhỉ? Nào có biết cái thẻ, cái định danh trong cái thẻ này để làm gì không nhỉ? Hồ Anh Huy nào, theo em thì cái thuộc tính ấy, ID này, đúng không? Thì thường chúng ta thấy nó sẽ dùng để làm gì nhỉ? Em cho thầy là em thấy thì những cái ID để sử dụng trong để gọi tên nó trong phần CSS hoặc là phần JavaScript. Ừ, nhưng mà em thấy là ở đây chính là gì, tôi định danh được, đúng không? Xác định được duy nhất cái phần tử đó khi mà tôi muốn truy cập đến nó, đúng không? Chứ còn nếu mà tôi thấy là nếu mà tất cả tôi dùng đều là H1, đúng không? Thì tôi không biết là cái thẻ nào, đúng không? Khi mà
đứng vai trò nếu chúng ta là cái trình duyệt, chúng ta đang phân tích thì chúng ta không biết đâu là cái H1 nào mà tôi đang cần tác động đến, đúng không? Cho nên cái ID này đúng không? Giúp cho chúng ta là định danh duy nhất một cái element cụ thể trong trang. Cho nên vì định danh duy nhất cho nên các em thấy nó có ràng buộc là gì ạ? ID này gì ạ? Không được trùng nhau trên cùng một cái trang. Đúng không ạ? Vì nếu mà trùng nhau thì tôi chẳng biết là ví dụ bây giờ nếu mà có hai cái đoạn mà thầy trò chúng ta viết là H1 ID đều trùng nhau cả thì nó không thể phân biệt được. Đúng không? Cho nên đã là định danh thì là phải duy nhất, cũng như mã số sinh viên ở các em ấy, đúng không? Đã định danh dùng định danh là phải duy nhất, không thể trùng nhau, hay là bây giờ các em thấy số chứng minh thư nhân dân hay là căn cước công dân của thầy trò chúng ta, đúng không? Thì trong một quốc gia thì không thể có hai ông có số chứng minh thư trùng nhau được. Thế thế vì nếu mà trùng nhau thì không phân biệt được. Em chú ý cái liên kết đó, đúng không? Bên cạnh đó như lúc bạn Bách trình bày thì em thấy là khi trong cái việc mà trình bày nội dung bản thì có một cách thức mà chúng ta rất hay dùng, đó là cái việc sử dụng liệt kê danh sách, trình bày danh sách dưới dạng là trình bày văn bản dưới dạng danh sách. Thì trong HTML người ta cũng cung cấp cho chúng ta các cái thẻ để mà xây dựng ra các cái dạng danh sách, đúng không? Mình cảm thấy người ta cung cấp một cái thẻ chúng ta rất dễ nhớ. Còn nếu mà danh sách không có thứ tự thì là UL, viết tắt của unordered list, đúng không? Tức là danh sách không sắp xếp thứ tự, đúng không? Với mỗi một cái thành phần trong cái danh sách đó thì các em thấy người viết tắt bởi cái chữ thẻ LI hay là list, viết tắt của list, đúng không? List item, đúng không? Tức là theo mình hiểu đó là các cái mục của trong danh sách, đúng không? Và thì các em thấy là các cái điều mục này thì trong bao nội dung thì là trong bao đóng của thẻ vi, và các em thấy với mỗi cái thẻ UL hay đi này đều có thuộc tính để kèm chúng ta tra cứu, chúng ta thấy có rất nhiều các cách thức để hiển thị khác nhau, đúng không? Mặc định nếu chúng ta không gõ các thuộc tính cho nó thì các em thấy nó hiển thị ra một cái nút không thứ tự là cái nút chấm chấm tròn này, nhưng mà nếu chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bằng cách hình thức khác, ví dụ là dấu các cái hình đánh dấu bằng chấm vuông, đúng không? Hoặc là các cái biểu tượng khác bằng cách gắn vào thuộc tính của nó, đúng không? Cái loại danh sách thứ hai mà chúng ta cũng thường dùng đó là danh sách có thứ tự, tức là có sắp xếp theo một cái thứ tự nào đó, đúng không? Thì các em thấy người ta dùng cái thẻ OL, tức là order list, đúng không? Danh sách được sắp xếp, đúng không? Và với mỗi mục của nó, các em thấy cũng bắt đầu bởi từ list item, và các em khi ta xây dựng cái danh sách này thì khi hiển thị trên màn hình thì các em thấy lúc này nó được đánh thứ tự sắp xếp có thứ tự, và ở đây các em thấy hoàn toàn chúng ta có thể thay đổi được cái cách thức xếp cái kiểu mà hiển thị cái thứ tự, ví dụ có thể theo số La Mã này, đúng không, hay là theo cái cách thức khác bằng cái thuộc tính trong cái phần mà chúng ta gán cho cái việc hiển thị cái việc đánh số như thế nào. Ngoài ra thì các em thấy là về nguyên tắc thì trong HTML thì các cái thẻ là lồng nhau, cho phép chúng ta lồng nhau giữa các cặp thẻ, cho nên em thấy đối với danh sách thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xây dựng được các cái danh sách lồng nhau. Trên màn hình đây là một ví dụ chúng ta tạo ra được cái danh sách dưới dạng là mỗi một trong một cái đầu mục của danh sách thì lại có sub list, lại là một cái danh sách kho, và em thấy việc chúng ta xây dựng bằng cách là đưa vào các cái thẻ OL và LI một cách hợp lý và chúng ta tạo ra được cái danh sách lồng nhau. Các em thấy cái phần này chúng ta hiển thị rất nhiều ở trong khi mà những cái kết xuất của chương trình chúng ta, những cái báo cáo hoặc là những cái phần thống kê thì chúng ta thấy là sử dụng danh sách rất nhiều, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng hiển thị table. Bên cạnh đó thì các em thấy là ngoài cái hai cái loại danh sách chúng ta hay dùng thì đôi khi chúng ta phải sử dụng một cái danh sách do chúng ta tự định nghĩa nên, đúng không? Và đây các em thấy là người thiết kế ngôn ngữ HTML người ta cũng tạo ra cho chúng ta một cái cặp thẻ gọi là define list, đúng không? Tức là cho chúng ta tự định nghĩa nên một cái danh sách, đúng không? Và lúc này với mỗi mục của danh sách thì chúng ta dùng một cái thẻ là DT, đúng không? DT này viết tắt của cái gì các em nhỉ? Define list à? Define tag. D,
DeFi DT cơ mà. Topic. Em nghĩ là DeFi Tech. DeFi Trainer. DD là gì nhỉ? DD là gì em? DT thì cũng là nhiều ý hiểu, nhưng mà DT có thể là DeFi DeFi topic đúng không? Ừ, topic hoặc là DeFi. Thế còn DD chính là DeFi data đúng không? Dữ liệu của cái định nghĩa. Cái này nếu mà game tra cứu có thể là trong cái tài liệu đặc tả họ cũng nên giải thích rõ ta tại sao đấy. Nhưng mà đôi khi thì có thể là nhiều có những cái chúng ta thấy là cũng hiểu khác nhau, nhưng mà game thấy là rõ ràng là với các cái danh sách tự định nghĩa này thì chúng ta hoàn toàn tạo ra cái danh sách đúng không? À, ví dụ này game đầu mục nó là 152, 172 đúng không? Chứ không phải là một cái danh sách có thứ tự hoặc không có thứ tự nữa, mà chúng ta hoàn toàn xác định được tự theo ý của chúng ta. Cái này cũng linh hoạt trong nhiều bài toán chúng ta, các em thấy chúng ta có thể sử dụng để trong việc hiển thị kết quả trong cái chương trình chúng ta, đúng không? Một số cái khác biệt này thì về các em được thêm, đúng không? Bây giờ chúng ta cùng nhau đi lướt qua nhanh các cái phần định dạng thông qua trên cái trang VK3School này một chút, đúng không? Để cho chúng ta triển khai nhanh, đúng không? Để các em thấy là với mỗi một cái thẻ đúng không? Thì nó có rất nhiều cái thuộc tính đi kèm. Ví dụ đơn giản với một thẻ ảnh này đúng không? Các em thấy nếu mà chúng ta không xác định cái thẻ này, không xác định có ít hơi thì nó vẫn thực thi đúng không? Được đúng không? Đấy, nó sẽ hiển thị kích thước gốc của cái ảnh. Không có gì, nhưng mà nếu chúng ta xác định vào thì chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được. Em thấy là cái việc mà chúng ta tiến hành thay đổi các cái thuộc tính trên một cái thẻ thì giúp cho chúng ta thay đổi được cái việc chúng ta hiển thị. Em thấy là thuộc tính thì là đi theo cái cách chúng ta tiến rất dễ dàng là bằng tên thuộc tính và bằng cặp bằng và cái giá trị của nó, đúng không? Thường là trong một cái cặp dấu. À. Em thấy về định dạng thì em thấy là trong cái thẻ style này thì chúng ta thấy thường thì em thấy là về sau chúng ta sẽ ít dùng. Thế nhưng mà ở đây nếu chúng ta sử dụng các cái thẻ này thì em thấy là với mỗi một cái thành phần thì trong cái thuộc tính style này nó sẽ cho phép chúng ta định nghĩa định dạng cho cái chính cái phần tử đó. Ví dụ em thấy đây trong cái định dạng body người ta hỗ trợ chúng ta cái thuộc tính background color đúng không? Và trong đây thì chúng ta gán nó vào đây thì lập tức là toàn bộ cái thẻ này nó bị chịu tác động bởi cái phần định dạng đó, bởi cái nội dung thẻ cho từng thẻ. Tất nhiên về sau thì chúng ta sẽ ít dùng cái việc xác định trực tiếp cái định dạng cho từng thẻ, đúng không? Nhưng mà ý mình nói là về mặt cú pháp thì ngôn ngữ đã cung cấp cho chúng ta rất tất cả các con đường để chúng ta triển khai nó, đúng không? Với một cái định dạng cái văn bản thông thường thì em thấy trên đây là danh sách rất nhiều các cái ví dụ cái việc định dạng cho cái phần tử văn bản, đúng không? Thì em thấy là với thẻ B thì chúng ta đã in ra chữ đậu, đúng không? Strong, đúng không? In ra chữ đậm hơn, đúng không? Rất nhiều các cái loại format khác nhau mà chúng ta có thể sử dụng được, đúng không? Cái này thì các em chúng ta kết hợp linh hoạt trong việc chúng ta sử dụng, đúng không? Tùy vào cái vấn đề mà chúng ta mong muốn hiển thị thôi, đúng không? Đấy, các em thấy là đấy mới hiển thị một cái từ vượt được bằng cái từ khóa delete này, đúng không? Xóa nó đi, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó hiển thị trên màn hình là sẽ là một cái dấu gạch, đúng không? Rất nhiều các cái định dạng khác nhau để mà chúng ta hay là cái thẻ liên quan đến trích dẫn, đúng không? Trong cái nội dung mà chúng ta trích dẫn thì em thấy là đây người ta không cung cấp cho chúng ta những thẻ nhưng tạo ra các đoạn trích dẫn thì nó sẽ có cái định dạng theo mặc định của cái ngôn ngữ HTML ở tập code của chúng ta, tức là nó được thụt vào, đúng không?
một phần so với lại lẻ, đúng không? Để mà báo hiệu rằng ở đây là cái đoạn này là tôi đang đang trích dẫn, đúng không? Hay là các em thấy là cái thẻ liên kết, đúng không? Hyperlink, đúng không? Rất nhiều cái thuộc tính. Đây các em thấy mặc định thì chúng ta thấy chỉ cần một cái phần thuộc tính bắt buộc là cái chuộc nó tham chiếu thôi. Nhưng ngoài ra các em thấy chúng ta hoàn toàn có thể tạo ra các thay đổi khác nhau thông qua các thuộc tính khác. Ví dụ đây các em thấy là đây cái thuộc tính target bằng blank, tức là khi nếu chúng ta kích vào cái link này thì các em thấy nó sẽ bật ra một cái cửa sổ mới, đúng không? Chứ không phải là giữ cái cửa sổ đó, đúng không? Chúng ta kích ra thì lập tức là cái phần trên chuộc cái nguyên đó nó sẽ bật sang một cái cửa sổ mới cho chúng ta, đúng không? Rất nhiều các cái thuộc tính mà chúng ta dùng, đúng không? Các em thấy là rất nhiều các cái thuộc tính mà bản thân trong cái thẻ A ta lại có thể dùng được, kích vào cái ảnh để liên kết được bằng cái cơ chế chúng ta lầu nhau, đúng không? Cho vào cái nội dung của thẻ A là một cái ảnh thì chúng hoàn toàn chúng ta có thể tạo ra được một cái chức là click vào ảnh sẽ là tạo liên kết. Ví dụ lúc này tôi kích vào cái biểu tượng mặt cười ở đây, đúng không? Thì là nó cũng tạo ra một liên kết, không những chỉ text, đúng không? Mà là ảnh. Em thấy là cái việc chúng ta có thể kết hợp linh hoạt được, giúp cho chúng ta tạo ra được cái nội dung chúng ta tương đối là sinh động, đúng không? Hay là các em thấy là cái danh sách đây, đúng không? Ta rất nhiều loại danh sách. Đây, các em thấy là người ta đã giải thích chúng ta DT là tag DeFi. Tag DeFi. Hay là term DeFi, hay là DeFi term, tức là name, đúng không? À, không phải DD là tag describable, đúng không? Chứ không phải là dữ liệu tag describable. Cho thấy hình dung mà viết tag chúng ta rất là dễ trong cái việc sử dụng, đúng không? Ví dụ với cái list này các em thấy có rất nhiều cái kiểu định dạng khác nhau. Mặc định thì chúng ta thấy là nó không có cái tùy chọn mặc định, đúng không? Thế nhưng mà ngoài ra các em thấy là chúng ta có thể tạo ra các định dạng khác nhau. Ví dụ đây, với cái list này thì các em thấy là lúc này người ta ta sẽ tạo ra, đúng không? Nó không còn là mặc định là chấm nữa, mà là có thể là các cái hình khác nhau do chúng ta đưa vào, đúng không? Đấy, ví dụ nếu mà chúng ta đưa vào list style type bằng low alpha, đúng không? Thì lúc này nó sẽ là viết là ABCD, đúng không? Chứ không còn là đánh số 123 nữa. Để chỉ các em về các em tìm hiểu và tra cứu thêm các cái nội dung thế này. Rồi, chúng ta để lại ít phút sau đó chúng ta sẽ tiếp tục. Nên trong cái phần này ấy, mình chỉ muốn nhắc các em là, đúng không? Các em hãy tiếp cận cái việc sử dụng, đúng không? Và cái sáng tạo văn bản theo các cái cấu phần, gồm các cái thành phần text này, paragraph này, rồi section này, rồi chúng ta sau khi chúng ta soạn thảo xong hiển thị chúng ta định dạng nó, đúng không? Thì tí nữa chúng ta phần tiếp theo thì chúng ta sẽ tập trung vào cái phần chúng ta xây dựng các cái phần tử, đúng không? Còn bây giờ phần đầu chúng ta sẽ tạo phần bình thường thì các em chú trọng vào một số cái định dạng, những cái kiểu mà nội dung thông thường ta hiển thị trên màn hình khi mà giao diện cho người dùng. Chúng ta giải lao một chút các em nhé. Đến 8 giờ chúng ta lại quay vào bắt đầu.
Bây giờ sang cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào tập trung vào một số các cái thẻ mà chúng ta thấy là các em thấy là tần suất chúng ta sử dụng trong quá trình lập trình là sẽ tương đối nhiều. Đó là hai cái nhóm, một là sử dụng table và hai là sử dụng xây dựng các cái form điều khiển trên form mà trên là giúp cho người dùng nhập dữ liệu vào. Thì hai cái này mình thấy là chúng ta sử dụng rất nhiều. Với cái định dạng bảng thì chúng ta thấy là thường để phục vụ cho cái trình bày cái kết xuất thông tin. Em thấy là đa phần chúng ta sẽ sử dụng cái hiển thị trong một cái table. Các em thấy là thường các em thấy là khi chúng ta hiển thị dữ liệu gom nhóm trong bảng thì các cái dữ liệu nào mà chúng ta thấy là chúng ta hay đưa nó vào vào một cái table nhỉ? Bạn nào có thể comment cho mình? Thường khi nào thì chúng ta lại đưa đưa cái dữ liệu vào trong trong một bảng nhỉ? Em thực thấy khi mà mình làm có những thống kê ạ. Thường thì các em thấy là khi chúng ta thống kê đúng không, hoặc là khi chúng ta ứng dụng chúng ta tương tác đến một cái đối tượng nào đó đúng không, thì các em thấy ví dụ là liệt kê một cái danh sách sinh viên thì các em thấy là thường cái đối tượng đó nó sẽ có rất nhiều các cái thuộc tính, thì bản thân các thuộc tính đấy chúng ta thấy là chúng ta có thể biểu diễn nó dưới dạng các cái cột một cách tự nhiên đúng không, còn các cái dòng của table thì là chúng ta hiển thị nội dung của từng cái đối tượng cá thể trong cái đối tượng sinh viên đó. Cho nên là các em thấy là về mặt cái hiển thị thì dùng cái table là nó khá là phù hợp đối với việc là chúng ta hiển thị danh sách các cái đối tượng thuộc một cái lớp đối tượng nào đó. Trong thực tế thì các em thấy với những cái ứng dụng mà chúng ta làm thì đa phần là cái phần mà hiển thị thì lại thường là hiển thị cả một cái lớp đối tượng, các cái đối tượng cụ cá thể cụ thể trong một lớp đối tượng. Ví dụ mình thấy là danh sách các mặt hàng, em thấy là chúng ta sẽ có là tên sản phẩm, cái mô tả, cái giá, ví dụ thế, đúng không? Thì chúng ta thấy là nó cũng đều là cái đối tượng để mà minh họa cho cái sản phẩm đó, đúng không? Hay là bài toán về quản lý sách, đúng không? Em thấy là với mỗi một cái đối tượng là cái cuốn sách thì chúng ta thấy là các cái thuộc tính của nó, đúng không? Ví dụ như tác giả này, tiêu đề này, nhà xuất bản này, năm xuất bản. Rồi thì phần mô tả hoặc tóm tắt nội dung nhỉ, thì đều là các thuộc tính mà chúng ta thấy nó phục vụ cho cái mô tả cuốn sách đó. Thì một cách tự nhiên thì em thấy là chúng ta sử dụng một cái bảng để trình bày nó rất là thuận tiện đúng không? Và liệt kê được đúng không? Hết các cái bảng ghi hay là các cái đối tượng cá thể trong đối tượng đó đúng không? Thế thì ở đây trong ngôn ngữ HTML người ta hỗ trợ chúng ta một cái cặp công cụ cái phần tử để mà xây dựng các cái bảng đại biểu này thông qua cái thẻ table đúng không? Và đây trong cái thẻ table này thì em thấy họ cụ thể chúng ta các cái thành phần nội dung để chúng ta có thể tạo ra được xây dựng được một cái table đúng không? Ở đây thì cung cấp chúng ta là thẻ tiêu đề, table header, định nghĩa các cái hàng trong bảng, table row và định nghĩa các cái ô dữ liệu trong từng cái hàng đó thì là thẻ table data. Em thấy là với cái thẻ table này thì chúng ta hoàn toàn là định dạng được các cái bảng. Ngoài ra thì trong cái thuộc tính table này thì em thấy cũng rất có rất nhiều các cái định dạng, các thuộc tính để mà cho chúng ta định dạng cái bảng. Ví dụ như là border này, về gì ạ? Bold span, row span, vân vân, đúng không? Hay là cái phần thẻ tiêu đề caption để mà chúng ta bán cái tiêu đề cho các bạn. Ví dụ đây các em thấy với một cái bảng trình bày như thế này thì chúng ta thấy là tạo ra một cái bảng gồm ba hàng và ba cục. Xin lỗi, hai cục, ba hàng hai cục. Đúng không? Các em thấy là mỗi một hàng thì chúng ta xác định có bao nhiêu cái ô, hay là chúng ta tạm gọi là cái cột trong hàng để cho hiển thị dữ liệu, thì các cái thẻ t head này, td th này sẽ nằm trong một cái
cặp là thuộc một cái row nào đó, tên row nào đó. Còn bao, còn bao chọn nó là một cái thẻ table, cặp thẻ đóng mở table để cho phép chúng ta xác định đấy là cái vùng của bạn. Và các em thấy sang khi là giờ chúng ta tìm hiểu các cái tool, bây giờ rất nhiều các cái tool mà hỗ trợ chúng ta để mà xây dựng các cái việc hiển thị, xây dựng cái nội dung HTML rất đơn giản, đúng không? Thì các em thấy là người ta tạo ra các cái bảng theo cái định dạng theo chuẩn theo Bootstrap này, hoặc là theo các cái định dạng khác mà hỗ trợ luôn chúng ta việc sắp xếp này, phân trang rất là tiện lợi. Đấy, các em làm chắc là một số bạn cũng làm ứng dụng rồi, rõ rồi, đúng không? Là chúng ta không phải bất công để mà viết lại các cái script để mà hỗ trợ cái việc phân trang. Vì các em thấy là trong một cái table, vì các em thấy là thường trên màn hình chúng ta thì một cái màn hình máy tính chúng ta thì tối đa chỉ có 25 dòng thôi, đúng không? Đấy, thì trừ cái phần rồi thì thường cái bảng chúng ta cũng chỉ hiển thị được 15 đến 20 đi con là nó hết 100 màn hình rồi, đúng không? Cho nên thì các em thấy thông thường thì nội dung của một cái đối tượng sẽ dài hơn 100 màn hình, đúng không? Cho nên là thường là chúng ta phải có cái phần phân trang trong cái table này, đúng không? Thì các em thấy là rất nhiều các cái tool người ta đã hỗ trợ các cái, nhất là cái thư viện bên thứ ba ta hỗ trợ người ta xây dựng các table để chúng ta dễ dàng phân được trang hoặc cái nội dung mình ghi. Thêm vào đó các em thấy là phần sắp xếp hay là phần filter của các cái cột trong table người ta cũng hỗ trợ người ta rất là tiện. Đôi khi các em thấy là chúng ta gõ vào một cái ví dụ trong một cái bảng về danh sách sinh viên, đúng không? Bây giờ muốn lọc ra những cái người ở có cái địa chỉ ở Hà Nội chẳng hạn, thì các em thấy là trước đây thường trò chúng ta khi mà làm bình thường, ta trước đây chưa có các cái vấn đề, chúng ta phải tiếp cận xây dựng một cái form tìm kiếm, đúng không? Trong đó gõ cái trường Hà Nội, quê quán Hà Nội thì ông ấn nút search, đúng không? Submit để tìm thì nó mới lọc danh sách từ cái bảng người Hà Nội. Nhưng mà ngày nay các em thấy là nếu với các thư viện người ta hỗ trợ thì chúng ta hoàn toàn có thể xây dựng một cái việc tìm kiếm ngay trong một cái bảng, đúng không? Ta có một cái thuộc tính là lọc và chúng ta chỉ gõ cái trường địa chỉ bảng Hà Nội ngay trong cái bảng thôi, thì nó cũng lọc ra những cái dòng mà có cái địa chỉ ở Hà Nội rất là tiện lợi. Thế thì khi mà chúng ta tạo cái bảng thì em thấy cái một kiện trong hai cái thuộc tính mà mình thấy cũng hay sử dụng nhất đó là low span và cold span để chúng ta trộn các cái hay cột phù hợp trong cái hiển thị. Như chúng ta dùng Word thì chúng ta hay dùng cái chức năng gì đây các em nhỉ? Cái này nếu các em dùng Word mà sử dụng bảng ấy, thì row span với col span nó ứng với lại cái chức năng gì chúng ta hay thao tác ấy nhỉ? Merge cell. Đúng rồi. Merge cell, các em thấy là chúng ta rất hay dùng merge cell để chạy bài hiển thị trong cái việc trình bày, đúng không? Trộn cột trộn ô là dùng rất nhiều. Mình cứ nhớ cái thời mà chúng ta đang học ở cấp tiểu học ấy, khi mà chúng ta chắc là hồi đấy thì bây giờ các em chỉ có máy tính để làm, cái thời trước bọn mình những cái thời năm 80 đấy thì chả có máy tính, cho nên là khi mà làm cái bảng kê thì có biểu thì bao giờ cái ô thứ mới tiết đấy, đúng không, thì là chúng ta cũng trộn nó lại xong là kẻ chéo có bên là thứ bên là tiết, đúng không? Thì bây giờ chúng ta thấy là với cái công cụ mà các phần mềm tin học thì cái việc mà chúng ta trình bày bảng trộn cột trộn ô nó rất tiện. Thì trong hai cái thuộc tính mà mình thấy chúng ta hay dùng trong cái việc sử dụng bảng là row span và col span để mà chúng ta trộn hoặc hàng và cột. Và đó là cái thuộc tính là cell padding và cell spacing để chúng ta trình bày cái nội dung trong một ô. Thì các em thấy là hai cái thuộc tính này nó cũng giúp cho chúng ta trình bày cái bảng nội dung trong một ô. Trong cái bảng đấy nó điều chỉnh được cái cách hiển thị, đúng không? Đấy là cái một số các cái thẻ đối với lại cái định nghĩa cái table, đúng không? Thế còn ngoài ra thì các em thấy là chúng ta hoàn toàn có thể là chi tiết hơn cái việc mà sử dụng td td th bằng chúng ta xác định cái phần là th t body và t foot thành thông qua ba cái thẻ này để xác định rõ được cái phần mà chúng ta định dạng cho bảng. Thì các em thấy là trong cái độc tả ở trong cái trang cái bar school ấy, thì người ta cũng định nghĩa cho ta ngoài cái phần về sử dụng bảng rất là rõ ràng.
ta cùng nhau lướt nhanh qua một chút đúng không? Cái phần tóm tắt cái kiến thức về sử dụng HTML table ở trên trang web cái này đúng không? Em thấy nếu bình thường chúng ta thấy chúng ta tạo ra một cái bảng bằng cái thẻ table đúng không? Đây, table dưới này. Ta chưa bàn đến cái việc chúng ta dùng định dạng như nào. Qua các em thì mặc định bình thường chúng ta thấy là mỗi một dòng đúng không? Thì chúng ta hoàn toàn xác định được các cái ô dữ liệu trong từng dòng đó. Đúng không? Tất nhiên là phải tương xứng với nhau. Đúng không? Nếu mình chạy qua ta thấy là số dòng này có hai cột, dòng kia ba cột, dòng kia bốn cột thì là chúng ta thấy là cái bảng nó sẽ bị vỡ. Đúng không? Thường là chúng ta thấy là nó sẽ đúng cái tương xứng với nhau thì chúng ta dễ dàng tạo ra được một cái table rất là đơn giản. Đúng không? Đối với mỗi một ô đấy thì các em thấy là đây chúng ta hoàn toàn có thể là cho phép là cái kiểu đường viền đúng không? Khác nhau đúng hay là chúng ta có thể đặt nó vào cái phần table header đúng không? Thông qua cái thẻ TH đúng không? Rất nhiều cách trình bày khác nhau. Các em thấy lúc này first name dòng lại là header chứ không phải là cục đúng không? Các em thấy là chúng ta hoàn toàn có thể hiệu chỉnh bằng cách là chúng ta đưa các cái ví dụ với cái cách tiếp cận này thì mỗi một dòng người ta lại cho cái cột đầu tiên là cái thẻ TH đúng không? Thì lập tức các cái dòng nó lại biến thành cái header. Trong cái trình bày bảng này các em thấy đôi khi chúng ta cũng phải trình bày cái bảng này đúng không? Kiểu như này. Thế là header là trên từng dòng còn nội dung là các cái cột thành là header là cái cột đầu tiên đúng không? Nhưng mà hiển thị theo theo dòng. Thì là đấy là cách cách chúng ta trình bày thôi, nhưng mà thông qua cái thẻ TH và TD thì nó phân biệt được. Đúng không? Đây ví dụ chúng ta thấy là sử dụng cái thuộc tính col span và row span để ta trộn hàng trộn cột đúng không? Trong các trình bày. Ví dụ như với cái ví dụ đang trình bày ở đây các em thấy là gì? Cái dòng đầu tiên đúng không? Thì tôi trộn hai cột đầu với nhau, col span bằng hai, tôi trộn nó lại đúng không? Và tôi gán bằng cái nội dung name. Các em thấy là nó cho phép chúng ta tùy biến đúng không? Rất là tiện đúng không? Trong cái việc chúng ta thực hiện cột đúng không? Hay là với row span đúng không? Thì ví dụ đây là cái cột đầu tiên thì hai cái hàng đầu, hai cái hàng sau, hàng thứ hai thứ ba tôi trộn đúng không? Hàng đầu tiên tôi để nguyên là name đúng không? Nhưng mà cái hàng tiếp theo thì tôi dùng thuộc tính row span tôi trộn hai cái hàng lại thành một hàng hiển thị. Em thấy là rất là linh hoạt trong cái việc ta tạo ra thị đúng không? Thế còn các em thấy là với cell padding và cell spacing như cái hình minh họa đây thì các em thấy chúng ta hoàn toàn tùy biến được hoặc cái việc hiển thị nội dung trong từng một ô như thế nào hoặc so với cái vùng mà bao của nó và cái phần nội dung như thế nào. Ngoài ra thì các em thấy là nó một chi tiết cho phép chúng ta đặt được các cả hoặc không những là padding chung, ví dụ nếu chúng ta đặt padding lên 15 PX này thì toàn bộ đúng không? Toàn bộ là lên 15 PX đúng không? Khoảng cách 15 PX hết. Thế nhưng bây giờ tôi có thể là đặt riêng từng phần đúng không? Bằng xác định là padding bottom, padding left, padding right, padding top cụ thể thì các em thấy là nó sẽ chi tiết ra đúng không? So với cái vị padding so với top bao nhiêu, padding cho bottom bao nhiêu, padding cho left bao nhiêu và padding cho right bao nhiêu. Chứ không còn là padding chung, tức là cho cả bốn phía một ô đúng không? Và đây chúng ta sẽ đặt chi tiết ra từng phần thì tùy theo cái bài toán chúng ta cái hiển thị chúng ta trình bày. Bên về sau mà các em và bạn nào mà theo hướng phát triển và cái hướng mà là mà làm việc với lại phía front end hoặc thì chắc chắn là phải quan tâm chi tiết đến những cái thuộc tính như thế nào đúng không? Để mà chúng ta là diện nó tốt đúng không? Vì thực sự các em thấy là đôi khi thì những cái thầy trò mình vất vả ở trong cái việc xử lý thuật toán, xử lý nghiệp vụ nhiều khi nó lại khó, đôi khi chưa được khách hàng thừa nhận ngay cái thời gian đầu
mà người ta nhìn thấy cái ứng dụng chúng ta lại là muốn cái giao diện nó bắt mắt, nó thân thiện, nó gọi là có UI UX, giao tiếp với người dùng thuận lợi đúng không? Chứ còn nghiệp vụ thì họ phải qua một thời gian trải nghiệm thì họ mới có thể là cảm nhận được. Chứ còn cái ban đầu thì họ nhìn vào xem là cái giao diện nó có thân thiện không, nó có dễ dùng không, và nó có tuân thủ cái tương tác người máy để mà phù hợp cho cái người dùng không. Ví dụ khi mà ấn một nút xóa đúng không, thì phải hỏi đúng không? Hỏi là bạn đồng ý xóa không, và phải có nút đồng ý không đồng ý, mà cái nút focus thì mặc định nó vào là không đồng ý. Tại sao khi mà trong cái hộp thoại mà để hỏi một nút confirm, confirm thì các em có biết tại sao là lúc nào người ta cũng để focus vào cái nút là hủy bỏ? Bạn nào có thể comment cho mình này. Em thấy là bởi vì người ta là bởi vì giả sử nếu mà người dùng kiểu người ta lỡ tay ấn vào ấy thì người ta thì mình ấn cái nút hủy bỏ làm rõ lên để cho người dùng người biết là để người ta ấn hủy bỏ Ừ đúng, chính xác, em nói đúng được. đấy. Wow, chính xác, mình nhiều bạn bạn Đức nói đúng. Các bạn thấy có thế có đúng không? Ví dụ đôi khi chúng ta nhỡ tay xóa, tôi chả ấn xóa nhưng tôi nhỡ tay một cái thì nó hiện ra cái hộp thoại là bạn có đồng ý xóa không, có hai nút đồng ý không đồng ý hay là ok cancel đúng không? Thế nhưng mà nếu mà tay focus vào cái nút ok và cái nút đồng ý thì người ta lại ấn choáng, ấn cái nữa, ấn cái chuột, ấn enter cái nữa thì nó xóa rồi đúng không? Thì tôi ít nhất là bảo đảm ông phải confirm lần nữa, tức là ông phải chuyển một cả dùng bàn phím hoặc dùng con chuột, ông chuyển sang nhấn vào nút ok, chứng tỏ ông đã xác nhận lại một lần nữa đúng không? Cho nên là thường là khi với cái hộp thoại mà hỏi như kiểu thế thì bao giờ người ta cũng để mặc định là nếu ông có ấn enter hoặc kích chuột thì nó sẽ thường tra vào cái nút là hủy bỏ, tức là báo hiệu rằng là ông đang xóa phá nhầm đấy, ông ấn nhầm, chưa chưa phải ông chưa xác định xóa mà đã confirm là ông phải chuyển một cái thao tác, ít nhất là thầy cho ông ta phải mất độ 1 giây đồng hồ hoặc là hơn để chuyển được cái việc mà từ cái phần đang focus ở nút cancel sang nút là ok hoặc để mà xác định nó là xóa. Cho nên các em thấy là đôi khi nếu mà chúng ta các bạn mà làm back-end thì chúng ta thấy là cái phần mà giao diện để hiển thị đúng không? Thì chúng ta thấy là chúng ta đôi khi chúng ta thấy là nó không chi tiết về style hay là định dạng thì chúng ta thấy là nó không không quá là quan trọng. Thế nhưng mà đứng ở cái góc độ mà để chúng ta là về phát triển phần mềm thì như mình nói cái ban đầu thì đối với người dùng bình thường thì người ta lại chưa thể trải nghiệm được hết được các cái tính năng của hệ thống, mà người ta lại thường là tiếp cận nhìn với phần mềm ở cái phía là tương tác người dùng, giao diện người máy đầu tiên đúng không? Cho nên nếu mà chúng ta làm cái giao diện nó tỉ mỉ đúng không? Nó thân thiện thì là ghi điểm với người dùng rất là dễ. Rồi bây giờ chúng ta chuyển sang cả thẻ thứ hai, cái phần thứ hai là cái phần mà mình nghĩ là các em phải thuộc lòng, chứ không không thể là tôi biết nó ở đâu để tra cứu như là các cái thẻ HTML bình thường. Nhiều cái phần này xây dựng các cái biểu mẫu thì chúng ta viết chương trình thì các em thấy là chúng ta tần suất dùng dùng rất rất nhiều. Cho nên với các cái thuộc tính các cái thẻ này, các cái điều khiển này thì đề nghị các em là chúng ta phải thành thạo chứ không cần phải tra cứu nữa. Mà các em khi chúng ta làm nhiều chúng ta cũng thành thạo thôi, chứ còn những một số các cái thẻ khác thì chúng ta thấy chúng ta chả phải nhớ cái thuộc tính làm gì cả, còn chúng ta cần đâu chúng ta tra cũng được, chúng ta có các cái tài liệu đặc tả đi kèm, chúng ta thấy là chúng ta dễ dàng tra cứu thôi, không có khó khăn gì. Thế nhưng mà với các cái thẻ mà liên quan đến việc xây dựng cái biểu mẫu này thì mình nghĩ là các em nên nên ghi nhớ để chúng ta dùng thường xuyên đúng không? Tránh phải chúng ta phải đi tra cứu nó mất thời gian. Thì các em thấy là với ứng dụng trên web thì một con đường tương tác dữ liệu với người dùng thông thường nhất đó là xây dựng các cái control, các cái biểu mẫu, các form và trên đó các cái nút, các cái ô nhập liệu để giúp cho người dùng tương tác với hệ thống, đưa dữ liệu vào hệ thống input. Nói cho con nói tóm lại là quá trình input vào hệ thống thông qua các cái này. Và đây thì ngôn ngữ HTML người ta đã xây dựng một tập các cái thẻ ứng với các phần tử tương ứng để giúp cho chúng ta tương tác với biểu mẫu. Đầu tiên nói đến là cái thẻ form. Đấy, thì các em thấy là cái thuộc tính của thẻ form thường chúng ta thấy là có một cái thuộc tính bắt buộc người ta phải sử dụng, đó là thuộc tính action để cho biết là
cái tài nguyên web nào mà tôi handle xử lý cái form này, tôi tính là bắt buộc. Nên trong trường hợp chúng ta không có thì các em phải khai báo nó là rỗng. Cái thuộc tính thứ hai mà chúng ta thấy là chúng ta khi các em làm, các em hay sử dụng đó là cái phương thức để mà tôi xử lý cái request của trên form. Đó, trong cái bài hôm trước thì đã nói rồi đúng không? Với cái giao thức HTTP request đấy thì các em thấy là có rất nhiều phương thức. À, nhưng mà hai phương thức phổ biến mà thầy trò chúng ta khi làm hay dùng đó là cái phương thức post và phương thức get. Thế thì các em thấy là với phương thức post và phương thức get nó có các cái sự khác biệt tương đối là dễ nhận ra đúng không? Rồi bây giờ mình mời một bạn giúp mình trình bày với cả lớp cái việc thế nào là phương thức get và phương thức post, cái sự khác biệt giữa chúng và cái việc mà khi nào người ta nên dùng get, khi nào người ta nên dùng post. Nào bây giờ một bạn trình bày cho mình thế nào là cái phương thức get trong cái giao thức HTTP request nhỉ? Bạn nào giúp mình nào? Em nói thầy, em nói thầy, em nghĩ là phương thức get trước nào. Phương thức get thì nó là để lấy mà nó là để hiển thị cái data từ server gửi về, chỉ là hiển thị thôi. Còn đâu post thì là thay đổi cái data. Không, đây đều là phương thức lấy dữ liệu mà get, em thấy get từ bản thân nghĩa đen nó get là lấy. À. Chứ không phải là hiển thị đâu. Post thì không. Là mình sẽ là chỉnh sửa cái cả cái data đấy nữa, còn đâu get thì chỉ là thể hiện lên cái data đấy, thể lấy được. Không phải em ạ. Không phải hiện, nó không thể chỉ hiện đâu. Get em thấy là phương thức đây request, tức là chúng ta lấy dữ liệu mà. Wow. Vâng. Ừ. Bạn nào bổ sung nào? Em thấy là em nghĩ post và get thì đều là lấy data từ phần trong server gửi ra. Còn em nghĩ sự khác biệt ở đây là lấy về server chứ, đây là đang giao thức HTTP request mà lấy về server. Đương nhiên là gửi về server. Còn khi nào dùng post và get thì khi mình dùng cái get thì em nhớ là lúc mà em ứng dụng thì em thấy nó có cái phần ghi trên link ấy. Get thì nó thường hiển thị có các cái attribute link đằng sau cái chuỗi ký tự dài, còn post thì khi nào dùng thì thường là những cái xử lý liên quan đến kiểu đăng nhập, kiểu mình không muốn, lúc mà mình đăng nhập thì mình không muốn hiển thị cái ID trên cái đường link ấy. Em không biết là giải thích của em là nó sẽ nhớ ý Đức rồi. Các em có dùng email của trường mình bây giờ chuyển Gmail hoặc Gmail không? Em thấy là khi chúng ta đăng nhập thì là nó dùng phương thức get đấy đúng không? Đằng sau khi chúng ta đăng nhập xong cái, các em nhìn thanh địa chỉ nó lăng hoằng mã hóa hết. Nhưng mà phương thức get ở đấy thằng Google nó đã mã hóa cái phần mà chúng ta có username password rồi. Cho nên thì các em phương thức get ấy là cái phương thức mà chúng ta thấy là nó sẽ truyền các cái giá trị ở trên câu query string sau cái phần domain name rồi thì tài nguyên suộc đúng không? Vân vân thì em thấy có dấu hỏi chấm, thì tiếp theo là query string được bằng cặp ven attribute bằng giá trị thì nó sử dụng phương thức get là cái lấy đặt phrase cái nội dung query string đó. Cho nên các em thấy nếu chúng ta sử dụng phương thức get trên form thì khi chúng ta submit về server thì các em thấy là trên cái thanh địa chỉ của chúng ta, anh ta sẽ nhìn thấy toàn bộ đúng không cái câu query string, và các em thấy là phương thức get này nhờ thế cho nên nó có những cái nhược điểm là gì. Các em thấy là cái chiều dài của sâu query string tối đa chỉ là 255 ký tự, cho nên các em thấy là chúng ta không thể truyền được rất nhiều biến về server với cái kích thước tối đa của sâu ký tự cho query string.
Thêm vào đó các em thấy như bạn Đức nói đúng không? Thì chúng ta thấy là khi chúng ta submit thì toàn bộ các cái attribute cũng như value nó hiển thị tường minh ở trên query string, đúng không? Cho nên là về phía bảo mật là lộ hết cái biến trên form chúng ta như thế nào và giá trị của nó. Cho nên để làm tốt thì lại phải một lần nữa mất công là chúng ta mã hóa nó. Như ông Google cũng làm mã hóa nó. Em thấy các em cứ đăng nhập thử Google Mail xem. Cho chúng ta cứ đăng nhập xong cái đợt đầu tiên là nó sẽ hiện. Là ngoan rồi đấy, đúng không? Mã hóa rất là kỹ, username, password, mã hóa hết. Thế còn phương thức post thì các em thấy là gì? Khi mà chúng ta truyền về, đúng không? Biến server thì nó không có đọc ở trên string. Cho nên các em thấy là trên string lúc này nếu chúng ta dùng phương thức post thì nó vẫn chỉ là cái tài nguyên web, địa chỉ chỉ đến tài nguyên web của chúng ta thôi, không có phần bổ sung string. Cho nên là về mặt nào đó thì nó an toàn hơn so với phương thức get, và đồng thời là cũng bảo mật hơn. Tức là trong cái cạnh đối với người dùng không biết chúng ta sử dụng đặt tên biến hay cái gì ở trên form. Cho nên thông thường thì các em thấy là người ta hay sử dụng phương thức post, đúng không? Nhưng các em thấy trong một số trường hợp thì phương thức get rất hữu dụng, đặc biệt trong cái việc mà các em thấy là chúng ta sử dụng Ajax hoặc jQuery, đúng không? Chúng ta muốn không phải đẩy toàn bộ nội dung một trang web về server khi mà người dùng submit, đúng không? Sẽ trả trong những ứng dụng em thấy chúng ta rất cần cái này. Nếu mà chúng ta mỗi khi người dùng submit form chúng ta mới đẩy toàn bộ dữ liệu về server thì đôi khi làm cho cái quá trình nó bị chậm đi. Cho nên đôi khi ta muốn là sau một số tương tác nào đó, đúng không? Thì là nó đã có tự tương tác với server ngay để một phần nội dung thôi, đúng không? Thì cái cơ chế của cái Ajax này em thấy là nếu mà thường thì chúng ta sẽ phải sử dụng kết hợp nhiều với lại cái phương thức get ở đây. Cho nên có những trường hợp thì em thấy là nếu mà chúng ta chỉ thuần túy, đúng không? Đẩy cả cái nội dung của một cái trang về server thì phương thức post là em thấy là không có vấn đề gì, rất là tối ưu, đúng không? Nhưng mà trong đôi khi em thấy là có những cái thực tế trong quá trình viết lại là ứng dụng thì đôi khi em thấy là chúng ta cần phải để một phần thôi. Mình lấy ví dụ như là trong cái ứng dụng mà chúng ta thấy là bây giờ đặc biệt là cái phần mà chọn danh sách lồng nhau nhiều, ví dụ em thấy là khai báo về lý lịch chẳng, đúng không? Thì chúng ta có cái mục chọn là quê quán, đúng không? Quê quán thì chúng ta đầu tiên chúng ta chọn chọn là tỉnh, đúng không? Sau đó tỉnh chúng ta lại đến huyện, ví dụ các bạn thấy là chọn Hà Nội xong thì nó sổ ra một danh sách các quận huyện, ví dụ là cho Hà Nội, Đống Đa rồi Ba Đình, Láng Hạ vân vân, hoặc tỉnh khác này, Sài Gòn, chọn Thành phố Hồ Chí Minh xong mới hiện bên dưới là quận quận 1, quận 2, quận 3. Xong chọn quận 1 nó hiện phường 1, phường 2, phường 3, 4 ví dụ thế. Thì các em thấy nếu mà chúng ta mỗi lần chúng ta chọn một cái dùng cái sự kiện thay đổi cái combo book đó mà chúng ta lại submit về form thì các em thấy là đôi khi là rất hay bị chậm ứng dụng. Mà bây giờ thì người ta thường người ta chỗ này người ta sẽ không dùng submit về form nữa mà người ta dùng xử lý ngay hiển thị ở trên đó, đúng không? Dùng submit không dùng đẩy server ấy, không dùng đẩy toàn bộ các cái dữ liệu submit để form mới xử lý, kiểm tra là cái biến tỉnh bằng Hà Nội không, thì nội thì tôi mới lọc cái danh sách huyện quận theo mã tỉnh bằng Hà Nội thì nó quá chậm. Cho nên là lúc này thì cái phương thức get lại xem như là hiệu quả hơn. Cho nên các em chú ý, các em ta linh hoạt sử dụng. Nhưng mà cái nhược điểm của thằng get thì người ta thấy nó rất rõ là nó không thể truyền tải được rất nhiều biến về, đồng thời là các em thấy là nó không mã hóa. Thế thì sau khi ra dựng một cái form rồi thì chúng ta thấy là trên form này chúng ta đặt được rất nhiều các cái phần tử, đúng không? Đầu tiên là cái nhóm thẻ input, em thấy người ta đặt tên rất là rõ ràng, dễ hiểu, đúng không? Input một nhóm thẻ để cho phép ta đưa dữ liệu vào, đúng không? Thì cái input rất nhiều kiểu, đúng không? Đầu tiên chúng ta có thể thấy là có kiểu text cho phép ta nhập dữ liệu, đúng không? Text, đúng không? Sau đó là kiểu password có cho phép ta nhập dữ liệu nhưng mà lúc này người dùng không hiển thị được cái ký tự tường minh, nó thay bằng một ký tự làm dấu hoa thị hoặc dấu, đúng không? Để mà mờ cái nội dung text đi, đúng không? Cái loại thứ hai là các em thấy là checkbox, đúng không? Checkbox thì dùng khi nào các em?
Bạn Nó kiểu có nào nhiều cho mình nhiều biết lựa là chọn. checkbook thì thường dùng khi nào nhỉ? Thường dùng khi kiểu mà giữa có mình có thể chọn nhiều hơn một lựa chọn đấy. Ừ. Em lấy ví dụ là ví dụ trong một cái thuộc tính nào chúng ta có thể sử dụng được nhiều lựa chọn được nhỉ? Ví dụ trong cái bài tập website cá nhân từ tới đây các em làm này. Thì trong cái phần nào các em sẽ xây dựng một cái giao diện là các cái checkbook nhỉ? Em thầy là ví dụ như mình có thể chọn được cái kích thước của quần áo hoặc là mình chọn một cái menu đồ ăn thì mình chịu được. Ví dụ các em thấy có thể sở thích về về món ăn không, hay sở thích về các cái sở thích, các em có thể là mình làm một cái phần này có sở thích đúng không, có thể là sở thích về âm nhạc, về thể thao, về điện ảnh, về game, rồi về lập trình đúng không? Những cái sở thích thì người ta có thể trách nhiều sở thích đúng không, mỗi một con người người ta có rất nhiều cái preference đúng không, và người ta có thể làm được cái check chọn trong cái website cá nhân đó. Hobby chúng ta là gì đúng không, ví dụ các em là lướt web này đúng không, hay là đi chụp ảnh này, đi ngắm cảnh, ví dụ thế. Chúng ta thấy là có rất nhiều cái để ta trong cái việc chúng ta tạo checkbook. Nói tóm lại là gì, nếu mà chúng ta muốn người dùng chọn được nhiều mục chọn thì chúng ta sử dụng checkbook đúng không? Đấy là cái input mà các em thấy là rất từ thường thường đúng không? Cái đoạn tiếp theo ngược với ông checkbook là cái ông radio button đúng không? Tức là các em thấy lúc này là trong một nhóm chọn thì tôi chỉ cho phép là chọn một thôi đúng không? Không thể chọn hai cái được. Thì em thấy đặc biệt trong cái form mà chúng ta thấy thì chúng ta rất nhiều khai báo trên web chính là cái phần giới tính của chúng ta đúng không, thì là chỉ có nam nữ hoặc là khác thôi đúng không, chỉ đúng cũng chỉ lựa chọn một trong ba cái phương án đó thôi đúng không, chứ không thể chọn hai phương án như là cái phần mà chúng ta dùng checkbox được đúng không. Ai là gọi các bạn thấy là bây giờ chúng ta thấy là đăng ký học ví dụ có cái môn này người ta bảo là tôi ông lựa chọn kỳ 1, kỳ 2, kỳ 3, kỳ 4 đúng không, cho phép bốn lựa chọn thì ông chỉ chọn là học cái môn này trong kỳ 1 hoặc kỳ 3 thôi, chứ không thể là vừa học trong kỳ 1 vừa học trong kỳ 2 vừa học trong kỳ 3 được đúng không? Mà chỉ chọn một học kỳ ông học cái môn đấy thôi. Thì các em thấy là cái nút radio button này là cái việc mà chúng ta thấy là giúp cho các cái giao diện nó linh hoạt trong cái lựa chọn cái điện. Một cái nhóm thẻ nữa mà các em thấy là chúng ta cũng rất hay dùng đó là cái nhóm thẻ select. Select này thì chính là xây dựng ra các cái dạng hay người ta còn gọi là combo box. Select này thì có nhiều nhiều kiểu đúng không? Một là nhiều lựa chọn đúng không? Hai là một lựa chọn đúng không? Hoặc là một cái bảng dưới dạng list sử dụng nhiều lựa chọn. Trong combo box thì em thấy thường là chúng ta thấy là danh sách sổ xuống nhiều lựa chọn nhưng người dùng chỉ phép chọn một. Ví dụ như các em thấy là quê quán đúng không? Đấy, gì liệu thì hay là quốc gia, trong rất nhiều các cái ứng dụng các em thấy thì người ta yêu cầu thầy trò chúng ta khai báo quốc gia thì nó sổ ra hơn 200 quốc gia, nhưng mà mỗi một cái mục chọn thì tôi chỉ chọn được một quốc gia duy nhất thôi đúng không? Thế thì các em ở đây các em phân biệt khi nào dùng select và khi nào dùng radio button, hai cái thang đều là một, nếu đều là một lựa chọn. Nào, bạn nào thử comment cho cái ý này cho mình. Theo em thì khi nào, vì hai thằng này đều đặc tính là một lựa chọn nhé, đúng không? Thế thì khi nào ta dùng select và khi nào chúng ta dùng radio button? Em thấy dài, em nghĩ Ừ. khi cái danh sách lựa chọn của mình là dài thì select nó sẽ gọn hơn dùng radio Ừ. button. Thường radio button thì em thấy người ta chỉ dưới 4 option thôi, đúng không? Thường Vâng. hai ba option thì nó sẽ đấy à, và thường thì các em thấy là với cái lựa chọn mà lớn hơn thì người ta sử dụng là phần chọn trong danh sách đúng không? Cũng như thầy trò người ta viết chương trình, các em thấy là nếu mà hai ba cái lựa chọn đúng không? Thì người ta dùng if then else phải mát đúng không? Thế nhưng mà khi mà chúng ta bắt đầu nhiều lên thì chúng ta sẽ nên dùng switch case đúng không, thay vì dùng if then else. Nếu mà ví dụ mà năm bảy cái phép so sánh mà ta cứ if then else thì nó quá phức tạp đúng không, thì ta dùng nếu mà dùng được switch case thì chuyển thì cái viết chương trình nó gọn hơn rất là nhiều đúng không? Đấy thì cái cách mà chúng ta sử dụng đúng không?
Thế còn với cái select mà nhiều lựa chọn đúng không? Thì chúng ta thấy nó cũng tạo ra một danh sách và cho phép nhiều lựa chọn, mà lúc này người thường thì các em thấy các cái trình duyệt người ta hỗ trợ là cho phép lựa chọn liên tiếp các mục bằng cách giữ phím shift đúng không? Hoặc là các cái lựa chọn rời rạc bằng giữ phím Control ở phía trên hệ bàn Windows đúng không? Thì là cho phép chúng ta lựa chọn được các cái mục rời rạc nhau trong một cái danh sách. Thì cái này em thấy thì chúng ta xem qua cái ví dụ. Một cái nhóm thẻ nữa là em thấy nó hơi khác biệt. Riêng cái ông thẻ này là cũng nhập liệu nhưng lại không bắt đầu input, nhớ không? Đấy, mình đã thấy là có bạn là quên input tài bằng text area đấy đúng không? Thằng này thì nó không dùng có input. Không phải input tài. Cái thẻ text area này thì em thấy là giúp cho định hướng cho người dùng đúng không? Nhập nhiều nội dung. Thế còn cái input type text kia thường là một dòng. Quý nhá. Cái này rất nhiều bạn bị mắc sai lầm trong khi em viết chương trình giao diện đúng không? Cái ô địa chỉ lại cũng để là input text mặc mặc dù các em. Alo, bạn nào phân biệt thế đi em? Đấy các em chú ý nhé, mình đã thấy rất nhiều ứng dụng các em viết là ví dụ cái trường ghi chú hay là đi ấy thì lại vẫn để là có mỗi một cái dòng một cái ô text, mặc dù các em để kích thước nó rất nhiều, cho phép nhập tối đa nhiều mấy trăm ký tự, thế nhưng mà về mặt giao diện người máy như thế là nó không chưa chuẩn đúng không? Đã là hỗ trợ cho người dùng nhập nhiều dòng lệnh thì các em nên để giúp mình là text area đúng không? Và xác định được cho mình cái dòng cột để nó hiển thị ở trên đó đúng không? Thay vì là chúng ta để là một ô text đúng không? Ngoài các cái việc cho phép nhân dần liệu thì em thấy là nó có hai cái nhóm nút cho phép ta nhấn điều khiển, đó là nút submit và reset đúng không? Để mà đẩy thông tin về trên form đúng không? Thì đấy là các cái nút lệnh mà chúng ta thấy là thường xuyên chúng ta sẽ phải dùng đúng không? Để mà trong quá trình thao tác với form. Bây giờ thầy cho chúng ta view qua các cái nút này, cái nút lệnh này ở trong qua các ví dụ trên trang W3 full đúng không? Ở đây các em thấy là nhà for đúng không? Ví dụ đây là một for đúng không? Em thấy là có action đúng không? Ở đây khi thầy cho chúng ta submit thì là nó sẽ gọi đến cái file action gạch php để xử lý đấy, và nó hiển thị ra biến đúng không? Thì các em thấy là với mỗi một cái kiểu input thì thường là nó sẽ lấy giá trị biến về form là truyền về thông qua name, cho nên thường thì các em thấy là chúng ta nên và có thể nói là xem như requirement là thường phải xác định tên cho các cái phần tử mà lưu trữ dữ liệu, chú ý cho mình nhé, ID để chúng ta định danh về mặt liên quan đến các cái vấn đề xác định cái phần tử đấy là duy nhất đúng không? Nhưng mà khi đối với xử lý về mặt dữ liệu trên form thì chúng ta thấy là truy xuất qua name đúng không? Và các em thấy là cái thẻ mỗi mỗi thẻ này thì chúng ta không nên bỏ qua cái trường name đúng không? Chúng đặt nên tên cho nó để mà chúng ta về sau chúng ta xử lý trong chương trình đúng không? Nó sẽ cụ thể hơn. Cho nên các em thấy là thông qua các cái thẻ này thì chúng ta hoàn toàn là xây dựng được đúng không? Mà đây các em thấy đây với cái nhóm input thì có 5 cái loại nhóm input đúng không? Là text, radio, checkbox, submit và button đúng không? Đấy, trong đây ví dụ text field các em thấy là mình vừa rồi đúng không? Hay là đây một ví dụ về radio button đây thì các em thấy là rõ ràng là trong một mục chọn này tôi chỉ chọn được một, nhưng mà các em thấy là có cái gì đáng chú ý ở trong cái việc xây dựng các cái thẻ kiểu radio này? Nào bạn nào nhìn ví dụ này cho mình biết là có cái điểm gì mà ta đang chú ý lưu tâm ở trong cái thẻ radio này. Các nên bằng nhau. Ừ đúng rồi em ạ, các name này phải giống nhau thì nó mới tạo thành một nhóm các radio đúng không? Chứ còn nếu giờ giả sử mình đặt cái ông này đúng không, sửa nó đi tên khác đi, các em thấy điều gì xảy ra? Tôi chọn được đây, tôi chọn được đây, tôi chọn được đúng không, đây tôi chọn được, thế thì hỏng rồi. Đối với giao diện người người máy thì rõ ràng đây ba mục lại chọn được hai, thế thì nó là checkbox đâu phải là radio button đúng không?
Nên là gì? Riêng đối với đôi button thì khi muốn tạo thành một nhóm thì các em phải đặt nó trùng tên, đúng không? Chú ý chỗ này, đúng không? Hết sức lưu ý chỗ này. Nếu mà như thế này thì các em thấy tôi không thể chọn được JavaScript lẫn HTML, đúng không? Vì là nó cùng một nhóm rồi. Thì các em chú ý cái việc mà thao tác với lại, đúng không? Thế còn trong checkbox thì các em thấy là, đúng không? Tôi hoàn toàn là xác định tên khác nhau, đúng không? Cho nên tôi chọn. Và các em thấy nó lấy lại các cái biến ở đây, đúng không? Cho nên thông qua tên tôi có vehicle one thì bằng 3, vehicle two thì bằng k, vân vân. Tác rất là dễ dàng, đúng không? Submit, đúng không? Các em thấy là cứ type submit là nó sẽ submit về form lấy lại biến, đúng không? Thông qua cái input type submit này để mà lấy về. Thì còn rất nhiều các cái thuộc tính khác nữa thì các em về các em tra cứu thêm ở trong các cái tài liệu. Hoặc đối với từng cái loại thẻ này nó có nhiều thuộc tính, ví dụ như là trong cái input input text thì các em thấy nó có nhiều thuộc tính, đúng không? Chứ không chỉ là mỗi là cái trường name, đúng không? Mà còn có đặt về kích thước cố định rồi là gợi ý hay là giá trị default, nó có hết. Thì các em về các em tìm hiểu thêm để mà khi mà chúng ta làm giao diện, chúng ta làm cho nó sinh động cái form điều khiển của chúng ta, đúng không? Thế còn về mặt cơ bản thì các em thấy là các cái nút này hoặc các cái tận lệnh này sẽ các cái điều khiển này sẽ hỗ trợ cho chúng ta nhập định. Thế còn bây giờ các em biết rồi, khi mà các cái phiên bản tiếp theo hoặc là các cái thư viện bên thứ ba thì người ta hỗ trợ chúng ta rất nhiều cái cách, đúng không? Các em thấy bây giờ để mà nhập cái dữ liệu là ngày, em thấy là chúng ta không phải gõ, đúng không? Người ta chúng ta có thể sử dụng thư viện thứ ba để chọn một cái date pick up khi chúng ta tiến hành focus đến cái ô text là nhập kiểu ngày thì nó hiện ra cái lịch calendar ngay, đúng không? Chúng ta chọn thôi, không lo nhập sai, đúng không? Nếu mà chúng ta để ô text không thì lại phải, thì nhiều khi phải hướng dẫn người dùng là nhập ngày ngày gạch chéo man man đê đê man man y, có người lại nhập năm trước tháng sau thì loạn hết cả lên, đúng không? Thế nhưng mà bây giờ nếu ta dùng một cái điều khiển dạng khác, đúng không? Cho một cái ngày tháng ở đấy thì kiểu gì ông cũng phải chọn đúng cái kiểu ngày theo đúng định dạng mà chương trình ra quy định, tránh cái việc liệu sai sót. Còn lại chẳng là các em thấy là trong cái quá trình sử dụng thì rất nhiều các cái tool để hỗ trợ chúng ta làm cho cái điều khiển này mịn, cũng như hỗ trợ chúng ta cái việc mà xây dựng. Tuy nhiên ở cái cạnh phải cho chúng ta tìm hiểu ở đây là muốn là chúng ta sẽ xây nhà từ những cái viên gạch chứ không phải xây nhà từ cái khối bê tông để lắp ghép, đúng không? Mà có những viên gạch thì chúng ta cũng hình dung được nó có viên gạch là input text, là viên gạch input checkbox, input radio, đúng không? Nhưng còn khi mà chúng ta làm công nghiệp thì các em thấy chúng ta sẽ có những mảng, cả cái mảng tường nó đầy đủ các thành phần đấy, chúng ta chỉ lắp nó vào thôi. Thì qua cái bài mình giới thiệu nhanh cái phần HTML này thì các em thấy là chúng ta cần làm sao nắm vững được cái cách thức chúng ta xây dựng cái phần tử HTML, và các em cần kiếm cho mình một cái tài liệu đặc tả chi tiết HTML. Tí nếu mà có ấy mình sẽ gửi các em một cái quyển đặc tả chi tiết cái ngôn ngữ HTML, không biết là mình đã đưa lên website môn học chưa để mình check lại chứ. Thì là sẽ có một cái trong tài liệu tham khảo này để mình sẽ tí mình sẽ gửi thêm cho các em một quyển nữa thì nó khá là dày, đến khoảng đến gần 1.000 trang đặc tả khá chi tiết tất cả các cái thành phần liên quan đến HTML. Để nếu bạn nào mà làm về cái mảng chi tiết về cái phần con em chúng ta có thể tra cứu được. Thế thì về cái bài tập về nhà tuần này nó cũng rất là đơn giản. Thì mình đề nghị các em sử dụng tất cả các cái thẻ mà có thể có để mà xây dựng phát triển cái xây dựng website cá nhân của các em, đúng không? Thì mình cũng mong muốn là các em chúng ta tự làm trên một cái giao diện, một cái công cụ editor, ví dụ như có thể là sub timeline hoặc là nốt edit plus, đúng không? Hoặc là notepad cộng cộng để chúng ta làm quen với các thẻ, đúng không? Thay vì chúng ta dùng một cái tool nó mạnh quá, đúng không? Thì chúng ta chả cần gõ gì cả, gõ sổ một cái thì nó ra thẻ là luôn, thì chúng ta chả thể làm gì cả, đúng không? Thì coi đây là chúng ta tìm hiểu mà, thì chúng ta nên sử dụng một cái tool nó sơ khai thôi để tránh dùng nó automatic quá nhiều các cái thẻ.
còn về sau khi chúng ta phát triển ứng dụng thì thầy trò chúng ta sẽ dùng cái tool mà nó hiện đại nhất, nó được tích hợp hết, nếu hết các thẻ thuộc tính chúng ta gõ cái thẻ A đấy, xong ấn một cái chúng ta là nó sổ hết các thuộc tính, ta chỉ việc chọn 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 đúng không, thì nó sẽ tiện cho chúng ta lúc chúng ta phát triển. Nhưng mà trong cái việc mà chúng ta tìm hiểu thì đến cũng mong là các em cố gắng là làm nó bằng một cái theo cách thức là chúng ta tìm hiểu các cái thẻ của ngôn ngữ. Có được không nhỉ? Có Nhá, cố gắng là theo cái hướng đấy đúng không? Chứ còn thì khi chúng ta làm thực tế thì thầy trò chúng ta sẽ dùng cái tool đúng không, thì nó rất nhanh, các em thấy là gõ thẻ A cái ấy cái nó ra luôn, a href target cái nó ra luôn, chọn blank hay là cái gì đấy nó ra luôn, chúng ta chả phải làm gì cả, rất là nhanh. Chúng ta chỉ thì đấy nó hỗ trợ chúng ta xây nhà bằng bằng, bằng các tool rồi đúng không? Đấy, nhưng mà cố gắng là giúp mình là các em cố gắng là thực tập là chúng ta coi như có một chút thời gian để tìm hiểu cái ngôn ngữ này đúng không? Chút được không ạ? Rồi Vâng, được cái bài hôm nay chúng ta dừng ở đây đúng không? Đấy, thì tuần sau bắt đầu chúng ta sẽ có các cái bài tập lớn và bắt đầu sẽ dành một chút thời gian để chia nhóm, tổ chức nhóm và để hình thành cái bài project. Đấy, bắt đầu sang tuần thứ ba chúng ta sẽ có cái hoạt động này, thì các em cũng mà dành bắt đầu cũng ghép nhóm dần đi nhé, chơi dần đi. Nếu như mình nói hôm trước là chúng ta sẽ nhóm một, những người thành nhóm một thì sẽ là trong nhóm đúng không, thì các em cứ ổn định dần nhóm đi, và để cho sau cái tuần tới thì thầy trò chúng ta sẽ chốt được cái danh sách bài tập đúng không? Và chốt được nhóm thực hành chính chính thức của cái nhóm mà làm việc project đúng không? Để mà các em hiện nay mình thấy vẫn một số bạn chưa có nhóm ngon, thì chúng ta cố gắng làm thêm chốt danh sách nhóm trong cái tuần này đúng không? Thì ngày mai các em thực hành nhé, tốt nhất là ngày mai trong giờ thực hành các em cũng nên trao đổi với nhau luôn, trong một nhóm một đấy có bao nhiêu bạn đấy thì xem lại chia nhóm thế nào, hoặc là để đảo nhóm thế nào, thì cũng trong tuần tuần này cố gắng xong cái việc đấy đi được không các em nhé, cố gắng là giải quyết xong cái việc này trong cái tuần thực hành này. Tuần này học thực hành rồi nhé bạn Phương, sáng mai em học thực hành bình thường nhá. Từ thực hành là sẽ có các cô giáo với thầy mình tốt tay, nhưng mới bổ sung thôi, phải thầy Thịnh dạy thực hành các em, thì có cô Thư với thầy Thịnh thì sẽ có cái kế hoạch làm việc với em, các em cụ thể đúng không? Có thể cái kênh thế nào đó thì các cô giáo thầy giáo sẽ liên lạc cụ thể, hoặc các thầy cô giáo có thể dùng kênh này. Rồi, em có một Ôi. cái muốn hỏi ạ. Ừ. Em xem ở trên cái bài giảng của tuần này thì nó có một cái gọi là cái bài giảng thiết lập môi trường này, thì cái đấy mình có làm trước hay không hay là các thầy cô sẽ hướng dẫn ạ? Tại vì là em Mình không nghĩ là thấy các ở em trong. đến để các em đọc thôi, ừ, chứ đấy không phải nộp, cái đấy là các em đọc tìm hiểu, chứ còn có thể trong quá trình thực hành thì các thầy cô sẽ hướng dẫn các em, hoặc là các em có thể đọc và tự triển khai trên máy tính của chúng ta, vì thời điểm này thầy trò chúng ta có lên trên phòng lab đâu đúng không, mà cũng làm trên máy của các em thôi, cho nên các em cũng có cái tự 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 tự, tự triển khai thôi đúng không? Ừ. Nhá. Ừ. Thế nhá. Bây giờ chúng ta dừng ở đây. Hôm nay mình thấy là trên cái danh sách này thì mình thấy là hiện nay là có 61 bạn còn đang online ở đây. Đấy, thì mình cứ tạm là điểm danh theo cái danh sách này, đúng không? Nốt được lại cái danh sách này. Rồi. Còn bây giờ mình kết thúc cái phiên online đây. Mình tắt cái phòng này nhé các em nhé. Chào các em.